Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp với các đài bạn cùng thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương tăng cao kỷ lục, lên mới 75.000 đồng 1 kg. Mô hình trồng nấm sơn từ bông vải sợi tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tình trạng chọn trường, chọn lớp vẫn diễn ra tại nhiều địa phương. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ gần 300 bao thuốc lá hút bằng tẩu điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giá lợn hơi trung bình xuất bán tại các trang trại trên địa bàn tỉnh Hải Dương những ngày qua đã vượt mức 70.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương đã chạm mốc 75.000 đồng trên 1 kg. Đây là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Tại một số trang trại trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc và Kim Thành, giá lợn hơi đang được các chủ trang trại xuất bán với giá từ 70.000 đến 74.000 đồng 1 kg, tăng gần 10.000 đồng 1 kg so với thời điểm cuối tháng 10 năm 2019. Với mức giá này, mỗi kg lợn hơi, người chăn nuôi thu lãi khoảng 27.000 đồng. Một số chủ trang trại chăn nuôi cho biết, mặc dù giá lợn tăng cao nhưng số tiền lãi thu về chưa thể bù lỗ do giá lợn chạm đáy khi dịch bệnh bùng phát. Cùng với đó, trong thời điểm dịch, chi phí chăn nuôi cũng tăng như chi phí thuốc sát trùng phải sử dụng nhiều hơn, lượng vôi bột, rác chuồng trại cũng vậy. Giá thành sản xuất lợn hơi cũng lên tới 45.000 đồng 1 kg. Ngành nông nghiệp dự báo giá thịt lợn thời gian tới sẽ còn tăng do nhu cầu lớn dịp cuối năm. Đặc biệt do nguồn cung hạn chế, cơ quan này khuyên người dân sử dụng các nguồn thịt khác thay thế, tránh gây sức ép lên nguồn cung thịt lợn khiến giá cả tăng cao hơn. Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nam Định, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, dư nợ ủy thác của ngân hàng qua kênh đoàn thanh niên các cấp là trên 170 tỷ đồng, chiếm gần 6% tổng dư nợ, tăng 17,6 tỷ đồng so với tổng số gần 5.800 hộ gia đình đoàn viên có dư nợ. Thông qua các nguồn vốn đã giúp nhiều gia đình đoàn viên thanh niên nông thôn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương. Tuy nhiên, theo đánh giá của tỉnh đoàn Nam Định, trên thực tế, nhiều thanh niên bắt đầu khởi nghiệp khó khăn khi tiếp cận các kênh vay vốn. Toàn tỉnh hiện có trên 98.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại 396 cơ sở đoàn. Trong đó, đoàn viên thanh niên khối nông thôn chiếm gần 31%, nhưng tỷ lệ thanh niên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi thông qua các chương trình còn rất hạn chế. Các nguồn vốn vay ưu đãi do tổ chức đoàn thanh niên các cấp nhận ủy thác hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thanh niên, nhất là thanh niên tại các làng nghề. Để tháo gỡ nút thắt về vốn cho thanh niên trong phong trào phát triển kinh tế, thời gian tới, tỉnh đoàn Nam Định cần đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp, các ngân hàng với các mô hình kinh tế của thanh niên có nhu cầu về vốn, kinh nghiệm và kỹ thuật, tăng cường tổ chức các hoạt động, chương trình tập huấn, giao lưu để mở rộng mối quan hệ và phát triển nguồn vốn, tư vấn thành lập mô hình hợp tác xã kiểu mới cho thanh niên. Nhằm giúp bà con tiêu thụ cam được thuận lợi, hiện thành phố Hưng Yên đang đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến quảng bá tiêu thụ cam. Tích lũy được nhiều kinh nghiệm sau 2 năm áp dụng quy trình trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, vụ cam năm 2019 này, 32 hecta cam của hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản chất lượng cao Quảng Châu cho sai quả, mẫu mã đẹp, chất lượng quả thơm ngon. Ước thu gần 470 tấn quả và hiện đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, với ông Đoàn nói riêng và các hộ dân khác nói chung thì vấn đề tiêu thụ cam được giá cao mới là điều quan trọng. Thời điểm hiện tại này coi như là so với đầu vụ thì cũng có tăng lên 4-5 ré. Theo như chúng tôi làm dự kiến thì có khi sang đến khoảng đầu tháng 11 âm lịch này thì coi như ré cao có thể tăng lên ngoài 20.000. Do đạt sản lượng cao lại vào thời điểm một số tỉnh thành trồng cam trên cả nước thu hoạch, nên để việc tiêu thụ cam của các thành viên trong hợp tác xã thuận lợi, ngay từ đầu vụ, ban giám đốc hợp tác xã đã tăng cường các biện pháp kết nối khách hàng truyền thống và khách hàng mới là các đại lý, siêu thị, nhà hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để quảng bá và bao tiêu đầu ra, đồng thời sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube để giới thiệu, quảng bá và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Chúng tôi cũng rất là trăn trở và cũng rất là quyết tâm đi tìm ký kết các hợp đồng, các đầu mối để tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên trong hợp tác xã. Thời gian vừa qua thì chúng tôi đã ký kết được một hợp đồng và chuẩn bị là xuất xuống đấy trong tuần tới. Thế còn hiện tại thì giám đốc của chúng tôi là đồng chí giám đốc đang đi lên trên Hà Nội để ký kết với cái chuỗi nhà hàng bếp ăn vệ sinh an toàn thực phẩm ở Hà Nội.
Vụ cam năm 2019, thành phố Hưng Yên có 140 ha diện tích cho thu quả, với sản lượng ước thu gần 2.700 tấn, tăng hơn 300 tấn so với năm 2018. Trong đó có 57 ha cam được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp của hai hợp tác xã và một tổ hợp tác, dự kiến cho thu gần 800 tấn quả. Thứ nhất là thành phố thì đã năm nay tăng cường mở rộng thêm cái diện tích Việt Gáp. Nên thì năm nay chúng tôi cũng có hỗ trợ cho các hộ dân giấy chứng nhận Việt Gáp. Nên là đồng thời chúng tôi là hỗ trợ thêm cho các hộ dân tem, treo, túi lưới, túi ni lông. Thế và tới đây thì chúng tôi phối hợp với Sở Công Thương sẽ tham gia hội chợ ở Ecobank và Hoàng Quốc Việt trong tháng cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Thế và đồng thời là chúng tôi khuyến cáo cho các hợp tác xã những cái thông tin tiếp thị với các cái cửa hàng, các cái siêu thị, nhà hàng lớn ở trên Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cộng với việc đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ cam của các cấp các ngành và trực tiếp là các hộ dân trên địa bàn tỉnh sẽ giúp cho cam Hưng Yên năm 2019 không rơi vào tình trạng được mùa nhưng rớt giá. Mô hình trồng nấm sơm từ bông và sợi không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng cao hơn thông thường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chính vì vậy, mới đây, một số hộ dân ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã đưa vào trồng thành công mô hình này. Đó là mô hình trồng nấm rơm từ bông vải sợi của ông Trần Đại Thế ở thôn Lý Nhân, xã Phú Phúc. Khác với nấm rơm được trồng theo cách thông thường, nấm rơm được trồng bằng bông vải sợi, được thực hiện theo quy trình đơn giản nhưng cho hiệu quả cao hơn. Nguyên liệu được sử dụng chủ yếu là phế thải từ bông vải sợi của các xưởng sản xuất. Bông vải sợi sau khi lấy về sẽ được ủ với nước vôi trong thời gian một ngày, sau đó phơi khô để hạ nhiệt, rồi đưa vào các nhà nấm để khử trùng và bắt đầu tiến hành cấy mô giống. Nấm rơm được trồng trong nhà xốp kín, cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài nên không bị tác động bởi thời tiết, dịch bệnh. Nhiệt độ trong nhà nấm thường xuyên được duy trì từ 37 đến 38 độ C để nấm phát triển. Nấm được trồng trên các kệ xếp trồng lên nhau nên tận dụng được nhiều diện tích. Nấm rơm từ lúc gieo trồng đến lúc cho thu hoạch trong khoảng từ 12 đến 15 ngày. Nấm mọc theo mật độ dày đặc và mọc ở cả hai mặt của bông sợi vải. Hiện nay nấm rơm được các thương lái đưa xe về tận nơi sản xuất của anh Thế để thu mua với mức giá từ 80 đến 90 nghìn đồng trên 1 kg. Sản lượng mỗi ngày đạt từ 2 đến 3 tạ. Như vậy, so với các loại nấm khác, nguyên liệu trồng nấm rơm bông vải sợi rẻ hơn nhưng cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, nấm rơm trồng bằng bông vải sợi cho giá trị dinh dưỡng cao hơn và nguyên liệu bông vải sợi không ảnh hưởng đến môi trường. Đặc biệt sau khi thu hoạch xong, phụ phẩm từ bông vải sợi tiếp tục được dùng để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Đây là mô hình mới được triển khai nhưng bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan cho hộ dân và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Chuyện người dân tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo không còn là hiếm và mới tại nhiều địa phương. Thế nhưng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, việc làm này đã mang đến làn sóng mới cho công cuộc giảm nghèo vốn đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Suốt 8 năm thuộc diện hộ nghèo, bà Phạm Thị Lợi ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cố gắng từng ngày trồng rau và đi chợ, kiếm thêm thu nhập sống qua ngày. Dù cuộc sống khó khăn vất vả là thế, nhưng ở tuổi 80, bà đã xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xóm, nhường ưu đãi cho người khác. Với suy nghĩ bình dị, bản thân còn sức khỏe, còn lao động được thì không thể nghèo mãi được. Để cho các hộ nghèo cũng vươn lên như tôi, cứ dần dần làm ăn dần dần vươn lên hộ nghèo để cho nhà nước đỡ thì vất vả, mình tự lập mình đi, tự lập lấy bản thân mình. Ở tuổi 87, song gia đình ông bà Trần Văn Huân đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Với suy nghĩ con cái giờ đã lớn, vợ chồng còn sức khỏe nên ông bà không muốn ỉ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước nữa. Bằng việc làm của mình, ông bà cũng mong để con cháu noi gương, vươn lên phát triển kinh tế. Tôi rất là vui, phấn khởi, nhiều người khó khăn hơn tôi. Giờ chúng tôi hai vợ chồng già nói chung ăn uống chả bao nhiêu, tí rau tí cỏ, gà có giá sinh hoạt, đời sống văn hóa tôi thấy là đủ rồi. Xin thoát ra khỏi hộ nghèo cũng đồng nghĩa rằng các hộ dân này không còn được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi hỗ trợ của nhà nước. Song họ vẫn quyết tâm bởi trong những năm qua, những chính sách này đã giúp từng gia đình khắc phục phần nào khó khăn, đặc biệt là muốn chia sẻ với bà con khó khăn như mình. Cái việc người dân ý thức là chính, địa phương rồi thì đảng nhà nước hỗ trợ cho một phần thôi. Còn mỗi người phải cố gắng một chút nữa thì cái việc đó mới thành công được. Thế thì cái việc tuyên truyền để cho nhân dân hiểu, tự lực tự cường để vượt lên, cái đấy là cũng vấn đề rất quan trọng mà chúng tôi đã cơ bản làm tốt. Trong cái xu thế chung của làng, của xóm, của bà con, của anh em, bạn bè khi mà cái điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, thì với những hộ gia đình
mà còn ở cái tình trạng là hộ nghèo, thì có thể nói là bà con cũng tự cảm thấy là mình thua kém. Thế do vậy mà cũng cố gắng nỗ lực bằng mọi cách, trong đó cơ bản nhất đó là nỗ lực từ cái sự lao động chăm chỉ cần cù, từ cái sự học hỏi cái phương pháp làm ăn phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy, việc xét công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương thời gian qua gặp nhiều khó khăn vì một bộ phận người dân vẫn còn thói quen trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Những tấm gương tự nguyện làm đơn thoát khỏi danh sách hộ nghèo sẽ là động lực để các hộ nghèo khác nỗ lực vươn lên. Tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước đang dần được xóa bỏ. Nhiều mô hình cộng đồng, động viên cùng nhau vươn lên thoát nghèo đang được nhân rộng. Mặc dù ngành giáo dục và đào tạo đã có những chỉ đạo nghiêm cấm, nhưng tình trạng chọn trường chọn lớp vẫn diễn ra ở các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh Hưng Yên. Lớp học này có 46 học sinh, cao hơn so với quy định của ngành giáo dục. Những lớp học đông như vậy, tuy không phổ biến ở nhiều trường của tỉnh, song lại có nhiều ở các khu vực thành thị, thị trấn, nơi điều kiện kinh tế phát triển. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này phải kể đến tâm lý muốn cho con học lớp chọn, các thầy cô giỏi, có kinh nghiệm phụ đạo cho học sinh của phụ huynh. Trong khi đó, công văn số 2449 ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rõ, nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên lớp chọn ở cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Trường cháu có lớp chọn không? Có. Lớp nào? Lớp D với cả lớp E ạ. Cháu có biết bạn nào chuyển được sang lớp chọn không? Rồi ạ. Hồi trước bạn ấy là lớp A, bây giờ bạn ấy chuyển sang lớp D rồi ạ. Khối năm của cháu lớp nào là lớp chọn? Lớp 1. Sao cháu biết đấy là lớp chọn? Mẹ cháu kể. Thông thường thì phụ huynh có sự tìm hiểu và truyền miệng về thầy cô dạy tốt, lớp chọn và tìm mọi cách để cho con em mình được học các lớp đó, dẫn đến tình trạng sĩ số các lớp học cao hơn so với quy định. Có nhiều lớp sĩ số lên đến gần 50 em như tại trường tiểu học Lạc Đạo, tiểu học Minh Hải, huyện Văn Lâm, tiểu học Bần Yên Nhân, số 1 thị xã Mỹ Hào, tiểu học Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Cho con học lớp chọn nhưng mà đông sĩ số với một lớp bình thường nhưng mà ít học sinh hơn thì chị sẽ chọn thế nào? Nếu bản thân chị thì chị sẽ chọn cô dạy tốt. Cô dạy giỏi là bao giờ lớp cũng đông. Còn cô dạy kém là sĩ số ấy. Lớp mà độ tầm có 3 mấy cháu hay 2 mấy cháu một lớp thì nói thật ra cô ấy dạy không ra gì thì mà cô cũng không thể quản lý cháu được. Tình trạng chọn thầy chọn cô là có nhưng mà không đến mức độ mà áp lực lắm. Nhà trường đều đáp ứng được cái nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Thì đội ngũ giáo viên là tương đối là đồng đều. Lớp chật đông người, ba học sinh ngồi chung một bàn, không gian hoạt động bị hạn chế, giáo viên khó tổ chức nhiều hoạt động tương tác, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Học tập trong không gian chật hẹp còn khiến cho học sinh ngồi sai tư thế, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là những bạn ngồi cuối lớp. Với cái việc mà dạy cái lớp đông này ảnh hưởng rất là nhiều cho cái công tác chủ nhiệm cũng như là cái quá trình dạy trên lớp của chúng tôi. Nếu như chỉ 30 đến 35 học sinh ấy thì là giáo viên có thể cái lúc mà học sinh làm bài tập là đi quan sát giúp đỡ. Nhưng mà vì quá đông là nhiều khi là chỉ tầm khoảng mất 10 cháu là đã hết thời gian rồi. Nên là nhiều khi là có những cái bài các cháu là chưa được cô giáo nhìn vào bài vở như thế nào. Câu chuyện chọn trường, chọn lớp thì không còn nổi cộm phổ biến như trước đây nhưng vẫn luôn tồn tại ở các cấp học. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đổi mới căn bản toàn diện theo hướng phát triển năng lực học sinh, phụ huynh cần có sự thay đổi về nhận thức và quan điểm. 5 năm thực hiện nghị quyết số 12 của tỉnh ủy Bắc Ninh về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2014-2019, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã đạt nhiều kết quả thành tựu quan trọng. Từ việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, mở rộng quy mô trường lớp, đến đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Thực hiện nghị quyết 12 của tỉnh ủy về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nhiều chỉ tiêu giáo dục của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là tỉnh đứng trong top đầu cả nước về tỷ lệ đội ngũ đạt trình độ chuẩn trên chuẩn. Trong đó, tỷ lệ trên chuẩn chiếm 85,34%. Quy mô mạng lưới giáo dục tiếp tục được mở rộng, bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 496 trường học, hơn 330.000 học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông,
Trong đó, hệ thống các trường công lập chiếm 93,6%, tăng 10 trường công lập, 12 trường tư thục và hơn 64.000 học sinh so với năm học 2013-2014. Bắc Ninh cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù mức độ 2 của chính phủ. Tỷ lệ người dân biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt trên 99%. Tham gia bảo vệ môi trường là hoạt động thiết thực được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng xanh, sạch, đẹp. Hội nông dân huyện đã chỉ đạo hội nông dân các xã thị trấn gắn bảo vệ môi trường vào chương trình công tác hàng năm, phong trào nông dân thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên và cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường, sản xuất các sản phẩm sạch thân thiện, sử dụng các thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn, đồng thời vận động hội viên tích cực tham gia tổng vệ sinh, quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, tạo nên các tuyến đường xanh sạch đẹp. Đặc biệt là chỉ đạo xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên. Hiện tại, 19 cơ sở hội đã triển khai có hiệu quả mô hình cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật, trong đó cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân về ý thức trách nhiệm trong sử dụng, tiêu hủy vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng quy cách, hội còn phối hợp đặt trên 2.000 thùng đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật, đăng ký xây dựng 82 mô hình vườn mẫu. Hội nông dân huyện chỉ đạo hội nông dân các cấp xây dựng mô hình thùng rác thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, vi phạm công trình đê điều trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng và bất chấp các quy định của pháp luật. Để giải quyết tình trạng này, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền và đơn vị chuyên môn, nên hầu hết các vi phạm trên địa bàn đều được ngăn chặn, xử lý kịp thời và dứt điểm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong 10 tháng qua, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát các tuyến đê, hạt quản lý đê huyện Thanh Hà đã phát hiện 24 trường hợp vi phạm mới, trong đó đã xử lý được 19 trường hợp, 2 trường hợp đang xử lý và 1 trường hợp chưa xử lý được. Có được kết quả này là do hầu hết các vi phạm đều được phát hiện sớm ngay từ những ngày đầu thi công và cơ quan chuyên môn đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Tức là anh em đi kiểm tra thấy có diễn biến bất thường thì là vẫn cứ theo dõi sát sao. Đấy là cái việc cần thiết nhất. Để chúng tôi theo dõi từ đầu. Bên cạnh đó thì hàng ngày là đối với đơn vị chúng tôi là đến cuối hàng ngày là có cán bộ trực tiếp là lấy máy điện thoại và điện đến từng cán bộ kiểm soát viên đê điều để nắm bắt tất cả các thông tin trong ngày có vi phạm hay không. Và chúng tôi có quy định là nếu không có vẫn phải báo cáo và có vi phạm thì được phép trực tiếp báo cáo về lãnh đạo hạt, một là đồng chí hạt trưởng hoặc là hạt phó. Để chúng tôi lúc đó sẽ xuống trực tiếp hiện trường và phối hợp với lại chính quyền sở tại, đồng thời cũng báo cáo lại chủ tịch ủy ban nhân huyện và lãnh đạo chi cục để phối hợp xử lý. Nên các cái vi phạm của chúng tôi thì cơ bản đến bây giờ là xử lý là tương đối. Thực tế công tác quản lý đê điều ở Thanh Hà cho thấy vi phạm khi phát hiện lập biên bản, kiến nghị xử lý ngay, đồng thời chính quyền cấp cơ sở vào cuộc tích cực, kiên quyết, có sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên môn thì vi phạm đó được xử lý triệt để. Còn khi chính quyền làm ngơ thì các vi phạm sẽ càng nghiêm trọng và phức tạp. Đi đôi với kiểm tra xử lý dứt điểm vi phạm, quản lý đê huyện Thanh Hà cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành luật đê điều, nhất là đối với các hộ sinh sống ven đê. Mặt khác, kiến nghị với các cấp tỉnh, nhà nước cần có giải pháp nâng cấp các tuyến đê, cải tạo, cứng hóa mặt đê, xây dựng đường bê tông, hành lang chân đê để tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân đi lại. Theo tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, mới đây trạm Cảnh sát Giao thông quốc lộ 1A đã phát hiện và thu giữ gần 300 bao thuốc lá hút bằng tẩu điện tử, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong quá trình kiểm tra hành chính đối với xe khách mang biển kiểm soát 77B01341, trạm Cảnh sát Giao thông quốc lộ 1A đã phát hiện dưới khoang chứa hàng của xe có gần 300 bao thuốc lá hút bằng tẩu điện tử do nước ngoài sản xuất. Qua kiểm tra, nhà xe không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng. Thuốc lá hút bằng tẩu điện tử và thuốc lá điện tử thời gian qua đang trở thành một trào lưu mới, nhiều thanh thiếu niên tìm mua để sử dụng. Tuy nhiên, những mặt hàng này chưa được Bộ Y tế cấp phép, chưa có các cơ quan chức năng kiểm định độ an toàn, chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đối với người sử dụng. Hiện toàn bộ số hàng trên đã được bàn giao cho Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình để xử lý theo quy định.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.